giáo tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân tộc. Trước khi bước vào ngày buổi lễ, xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc. Mở đầu chương trình, xin mời toàn thể quý vị cùng đến với bài múa vũ điệu đoàn kết do đội văn nghệ xung kích bản Tăng Nhân biểu diễn. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
xung kích một tràng pháo tay thật lớn ạ. Đất nước bôi gần môi đường mới hạnh phúc trong tay ta đang hòa bình trái còn gì đẹp hơn, còn gì đẹp hơn lá cờ đó vươn lên làm ta đó hơn hoan một niềm tin. Thank you.
Ngày hôm nay, và xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với
những vũ điệu uyển chuyển của những cô gái đến từ Bản Hiệu. Vâng ạ, xin một tràng pháo tay thật lớn lên dành cho các cô gái của Bản Hiệu chúng ta. Thank you.
toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục văn nghệ và ngâm một bài múa được mang tên và ngâm múa quạt tình ca biển bạc đầu xanh. Và ngâm xin mời toàn thể quý vị bà con chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn cho đội múa chúng tôi ạ. Bye.
trình. Và xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục múa của Vàng Kép. Vâng ạ. Thank you.
xin được cảm ơn đội múa của tiết mục của đội múa Ta Cơn. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, để có những ngày đồng lên được và biết ơn, đó chính là Bác. Vâng, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc hay viết về Bác. Vâng ạ, à, ca khúc được mang tên Bác Hồ Nguồn Tình Yêu Bao La.
Thank you.
Thank you.